Hạ viện Mỹ ngày 1 tháng 12 bỏ phiếu trục xuất nghị sĩ Cộng hòa George Santos khỏi Quốc hội, đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ bị bủa vây bởi bê bối của ông này. Các nhà lập pháp Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 311 phiếu thuận và 114 phiếu chống, vượt ngưỡng 2/3 cần thiết. Quyết định trục xuất có hiệu lực tức thì. Điều này đồng nghĩa thế đa số, vốn đã mỏng manh của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện càng bị thu hẹp. Sau phiên bỏ phiếu nêu trên, Thống đốc New York Kathy Hochul khẳng định sẵn sàng nhận toàn bộ trọng trách liên quan đến việc tìm người thay thế ông Santos. Bà hiện có 10 ngày để tuyên bố tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt và cuộc bỏ phiếu này phải diễn ra trong vòng 70 đến 80 ngày kể từ ngày có tuyên bố. Ông Santos là thành viên Hạ viện thứ 6 trong lịch sử Mỹ bị trục xuất và là nghị sĩ đầu tiên bị phế truất sau hơn 20 năm. Ông tuyên bố sẽ coi quyết định trục xuất như một huy hiệu danh dự. Đây là nỗ lực thứ 3 nhằm trục xuất ông Santos kể từ tháng 5. Hàng chục đồng nghiệp của ông dường như đã thay đổi quyết định sau khi Ủy ban Đạo đức Hạ viện công bố báo cáo mới nhất vào 2 tuần trước đó. Báo cáo này khẳng định có bằng chứng thuyết phục cho thấy ông Santos liên tục phạm luật, bao gồm tô điểm trắng trợn tiểu sử để giành ghế quốc hội vào năm ngoái. Ông Santos cũng đang đối mặt với hơn 20 cáo buộc liên bang liên quan đến gian lận và sử dụng trái phép quỹ tranh cử. Chiến thắng bất ngờ của Santos trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 đã giúp Đảng Cộng Hòa giành được kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, theo CBS News, ông nhanh chóng trở thành nỗi thổ thẹn cho Đảng Cộng Hòa khi bị phát hiện biện đặt hoặc phóng đại phần lớn tiểu sử của mình. Ông Santos còn thu hút sự chú ý của các nhà điều tra liên bang, những người cáo buộc ông lừa đảo, rửa tiền cùng những hành vi khác vào tháng 5. Phạm vi của cuộc điều tra được mở rộng vào tháng 10, khi ông đối mặt với hàng loạt cáo buộc khác, trong đó có khai gian báo cáo tài chính của chiến dịch tranh cử. Ông phủ nhận toàn bộ 23 cáo buộc liên bang mà ông đang đối mặt. Theo Người Lao động, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.